Bác sĩ Kang Mo-yeon của Hậu Duệ Mặt Trời vừa có bộ ảnh trên ấn phẩm thời trang Elle Trung Quốc. Mỹ nhân xứ Hàn Song Hye-kyo là ngôi sao trang bìa cho số phát hành tháng 6 của tạp chí Elle phiên bản Trung Quốc. Trên trang bìa, nữ diễn viên khoe nụ cười cuốn hút quen thuộc. Song Hye-kyo trang điểm mắt khói, tóc xõa tự nhiên, cô diện những thiết kế sang trọng lộng lẫy và tạo dáng trước biển. Bộ ảnh toát lên vẻ nữ tính trầm lắng của mỹ nhân mặt mộc xứ Hàn. Ekip chụp hình tiết lộ, Song Hye-kyo cũng giống như nhân vật bác sĩ Kang trong Hậu Duệ Mặt Trời ở tính cách nhí nhảnh của một cô gái trẻ, trái với biểu cảm trưởng thành thể hiện trong bộ ảnh. Song Hye-kyo tiết lộ bí quyết để trẻ lâu chính là gạt bỏ những buồn bực. Trên màn ảnh, cô hy vọng sẽ được đóng cặp với nam diễn viên kém hơn nhiều tuổi. Bộ ảnh mang tên Mùa Hè của người đẹp khác biệt với không khí mùa hè rực rỡ và năng động. Trong khi đó, trên trang bìa tạp chí W số mới của Hàn Quốc, Song Hye-kyo thể hiện phong thái sắc sảo gợi cảm với mái tóc ướt, trang điểm đậm đưa ánh nhìn mạnh mẽ tới ống kính.